Hello mọi người, chào mừng bạn đã quay trở lại với ba nha. Chào mừng bạn đã quay, quên nói rồi mà. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thử làm anh lọc phù hồn như thế nào nha mọi người. Ok, theo nhiều bạn yêu cầu luôn. Ok. Chia sẻ cho thầy. Ủa, 245.000 em học sinh. Một em chia sẻ cho thầy một cái đi, thầy dạy hết sức luật của thầy luôn. Rồi, mua nha mọi người. Rồi mọi người, thì giống lọc phù hồn cho mọi người ơi, thì cái trong shop này có bộ đồ này giống anh lọc nhất à. Đấy, thì các bạn đừng quên, thì thấy giống thì mọi người đừng quên để lại mình một like cũng như là một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình thầy lọc chúng ta bắt đầu là vô tháp vô cực, sẽ xây tháp vô cực rồi chúng ta sẽ vô tháp chơi nha mọi người. Ok rồi, vô các bạn ơi. Sợ thầy mình ở lộn, thầy tôi chơi vô hơi trễ cho nên là còn 4 phút mấy, nhưng mà không sao, đấy vẫn khá đủ thời gian để cho thầy tôi đợi đeo tháp. Rồi qua đây các bạn ơi, rồi qua đây rồi, lên đây. Ui rồi, bị kẹt các bạn. Ui rồi, bị lỗi rồi. Qua đây rồi, mới vô lần đầu tiên thầy cũng tôi lần đầu tiên chơi nên các bạn cũng thông cảm mà quá. Ui, tới rồi, sẽ tiếp này nữa thôi, thôi cái đội tiếp này mọi người phải bình tĩnh nha. Từ từ nào, tập trung các bạn ơi, tập trung từ từ cái chỗ này phải đi qua đi lại rất nhiều lần ấy. Rồi ui, nó bị giật cái màn hình của tôi. Trời nhảy qua đây, đùi may quá các bạn ơi, cuối cùng nó cũng qua được rồi. Ôi rồi, sợ bị dính gơ rồi. Ok, qua đây rồi, qua đây đấy, trời ơi, qua đây rồi, nhảy qua đây các bạn, nhảy qua đây rồi, nhảy qua đây. Ui rồi, qua đây rồi. Ok, sắp hạng một rồi mọi người. Ui, hình như mình hiện tại mình đang nhận đầu rồi sao ấy. Đúng. Qua đây rồi, qua đây đấy rồi, qua đây. Ok, thôi xong rồi, cầu thang cuối cùng chúng ta đây rồi, đây cái hạng một các bạn ơi. Trời ơi, được nhờ. Rồi, né. Ờ, qua trên chén gì tự quên, nhầm bạn ơi. Rồi, ok, qua đây, rồi, ok, qua đây. Rồi, qua đây, ui rồi, lên bậc 2 nha mọi người. Đấy, rồi, ok. Rồi, thầy lọc chúng ta lần đầu tiên chơi thôi, nhưng mà mắt này là mắt thứ 2 của chúng ta rồi. Đấy, cực kỳ là nguy hiểm luôn. Rồi, qua đây các bạn ơi. Rồi, qua đây, ok, rồi, qua đây. Đấy, rồi, các bạn. Trời ơi, tuy là thầy lọc chúng ta là mới tải game về lần đầu chơi thôi, nhưng mà lần đầu biết chơi tháp vô cực luôn đấy, thật là ảo quá, đơn quá chi là ghê thực sự các bạn. Ok rồi, qua đây. Ê, từ từ qua đây. Ê, nó bị gì nhỉ? Ê, bị lỗi các bạn. Ok qua đây rồi. Ê, rồi ok, may quá. Ok rồi, không bị lỗi rồi, may quá các bạn ơi. Rồi nhưng mà không biết lấy cái kìa, cái gì vậy, bị gì vậy. Ok, nhảy lại mọi người. Rồi may quá các bạn, vừa qua luôn rồi, nhảy qua đây đó. Rồi qua đây các bạn ơi, không sao, hiện tại mình đang dẫn đầu nha mọi người, bạn vẫn đang dẫn đầu. Qua đây rồi, đừng giáp nha. Rồi qua đây, rồi qua đây, rồi lên bậc 2 mọi người. Đấy, bậc 2 luôn. Đấy, từ từ thôi đó. Rồi ok, được rồi, lên cái chỗ này nữa là xong rồi, được hạng 1 nữa rồi. Trời ơi, rồi thầy tôi nói là chơi thêm một ván nữa, lột thêm chơi thêm vài ván nữa, mấy cái nên là nói mấy cái trò này cũng khá thú vị cho nên là chơi thêm vài ván này cho nó hợp lý. Ok rồi, nhảy vào đây rồi. Ở phía trước là một con bé mập mà da đen màu vàng. Ok, nhảy vào đây rồi. Ok, qua đây các bạn ơi, từ từ bình tĩnh thôi. Đấy trời, cái đường này thì không có cần gì phải đơn giản các bạn, cái đường này thì chỉ cần đi một đường thẳng thôi mọi người. Ok rồi, nhiều đây rồi, ok từ từ lên đây rồi, lên đây rồi, ok qua đây. Ui rồi, mình đang dẫn đầu luôn rồi, hiện tại mình đang dẫn đầu nha mọi người. Rồi qua đây các bạn ơi, ở chỗ này không cần phải cầu kỳ cho nên là cũng không có quá là khó đối với mọi người đâu. Đấy, trời ơi, nhảy qua đây rồi, qua đây rồi. Thế nhảy thầy lọc như này mà nhảy như thế thì không chia sẻ cho thầy đi các bạn, mấy bạn chị phải chia sẻ cho thầy lọc rồi chứ mà chia sẻ cho mình đâu cũng đỡ. Quên, chia sẻ cho cả hai đi các bạn. Ok rồi, nhảy qua đây. Qua đây thì mọi người nãy giờ mọi người xem clip, mọi người có ý kiến gì không thì mọi người bình luận phía dưới mình nha. Đa số nhất là các bạn nào có ý tưởng gì các bạn cứ bình luận phía dưới mình luôn. Ok, để mình trả lời và comment nha mọi người. Ok, và thả tim nha mọi người. Ok, qua đây đấy, qua đây rồi, qua đây đấy, qua đây rồi, qua đây rồi mọi người. Ok, qua đây rồi, qua đây rồi. Ok, sắp được hạng một rồi. Rồi trời, hạng một các bạn, thế này mà không thả tim cho thầy đi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Trời ơi, một cái mắt cực kỳ là màu mè nữa rồi. Đây rồi, cái mắt màu tím mộng mơ của thầy lọc chúng ta đây rồi. Đấy, thầy lọc chúng ta là thích màu hồng nam tính cơ. Đấy rồi, ok chúng ta lên đây. Đấy, ok rồi. Đấy, qua đây rồi, qua đây, qua đây. Ui rồi, qua đây. Ui rồi, ui rồi, may quá không có té các bạn. Rồi ok, qua đây rồi, lên đây. Đấy trời ơi, lâu bao nhiêu lâu lọc quên rồi, tự nhiên bao lâu ta quên nhầm rồi. Nhảy qua đây các bạn ơi. Rồi qua đây, ok rồi, qua đây các bạn ơi. Đấy trời ơi, đấy ok qua đây. Ui được, các bạn thả tim quá trời này. Uầy ấy rồi, ước gì các bạn đang xem clip mình bạn thả tim cho mình nhờ. Ok được cái nhờ. Rồi ok rồi, nhảy qua đây. Đấy ui mình bị té rồi. Trời ơi, nãy giờ không té bây giờ mới té, nói gì nói về xin tim tự nhiên té luôn các bạn. Rồi chắc tôi phải hạn chế lại quá, chứ tôi này không chắc không được rồi. Ok rồi, lên lại các bạn ơi. Rồi qua đây rồi, ok rồi, ok vô đây các bạn ơi. Được nha. Ui còn 5 phút ơi,
Ôi hạng mục của tôi, hạng mục của tôi, hạng mục của tôi, hạng mục của tôi, nhấp đây. Ui rồi, hạng mục của tôi, hạng mục của tôi. Trời ơi, làm sao bạn được rồi. Ê, lên đây bạn ơi. Ok. Rồi cái sờ tép này mình lên chắc rồi này. Ok, qua đây các bạn ơi. Rồi nhấn đây. Ui rồi. Đấy giờ được 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 rồi, sắp sắp rồi, sắp rồi. Ok, còn một đúng một đúng nữa. Đấy rồi. Qua đây các bạn ơi. Trời thế này mà không thả tim cho tôi thì hơi ví nhỉ. Đấy rồi, hạng một nữa à. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ok qua đây rồi. Ok được được nha. Là quán này có vẻ là màu xanh xè xanh, có vẻ là mát mẻ nè. Ok rồi đi đường tắt nha. Qua đây rồi. Ừ rồi. Phía trước là một cái cục màu đỏ này nè. Cái chỗ này có nhiều bạn biết đi đường tắt không này. Đấy nhưng mà mình đi ra sau cho nó chắc các bạn ơi. Ôi chết, bấm nhảy rồi cho nên là hơi chậm. Ui, từ từ. Nghĩ ngược lại không thôi là toan rồi. Ok đi tới. Đấy, qua đây. Rồi xuống các bạn ơi. Ui quán này không biết có được hạng 1 hay không đây, nhưng mà bây giờ còn một phút này mình vô trễ các bạn ơi cho nên là không biết được hạng 1 không nữa. Ok rồi qua đây. Rồi vậy nó đây. Rồi sẽ được nha. Qua đây nó. Qua đây, ơi giời, được, qua đây, rồi, qua đây, ui rồi. Ok, còn đúng 1 phút 10 giây nữa. Thế này mà không lên, và cái kỷ lục của một người, và mình hỏi thăm một người tí. Cái kỷ lục của một người á, lúc mà mới reset còn 6 phút á. Các bạn chơi còn bao nhiêu phút, các bạn bình luận phía dưới mình nha. Để mình trả lời và thả tiếp nha. Ok, là đây, đây, đấy. À, ok, rồi qua đây các bạn ơi. Được, giờ, ok, rồi, nhảy qua đây. Rồi, qua đây, ok, qua đây, giời ơi. Được, 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 ok, các bạn ơi, đấy. Tôi mặc bộ đồ lọc phù hồ ngày hôm nay, bạn thấy hợp lý không? Quá hợp lý còn gì. Ok nhìn đây các bạn. Đó, qua đây. Qua đây. Rồi, được. Rồi, hàng máy đây. Dạ ok rồi, được. Hàng năm được không cao cho lắm nhưng mà không sao, rất là ok rồi. Rồi, tới công lộn tới cái mắt màu xanh xanh có vẻ là mát mẻ là ok. Qua đây các bạn ơi, qua đây rồi. Qua đây rồi. Qua đây rồi, ok, qua đây rồi. Ok, được được nha. Ui giời. Đấy, giờ lên đây. Đấy, rồi. Ngày hôm nay là tôi được nhầm cấp play là đọc phù hồ, không biết ngày mai là cấp play với A đây. Đấy không hay hay là các bạn bình luận những cái ý tưởng cho mình làm nha các bạn ơi. Ok nhưng mà đừng quay vào đó cực nhiều quá không được. Với lại mọi người được số comment tổ chút mà mọi người đừng có chút nữa nha. Bạn nào chút thì lần sau thì mình sẽ không cho những comment chút nữa đâu. Mệt lắm rồi. Với lại có những bạn kêu tại sao anh comment tổ chút vậy, cho nên là tôi cũng suy nghĩ lại. Đấy ok rồi, ok qua đây các bạn ơi. Rồi lên đây, ok, rồi tới chỗ này cũng hơi bị hơi bị nguy hiểm này. Rồi ok qua đây các bạn ơi, đi đường này nha. Rồi ok nhảy lên đây. Đó. Ui sắp tới đất rồi, còn một cái step cuối cùng rồi. Rồi đi đường này nha. Ui ôi, trời nó vượt qua luôn rồi, phải đi một vòng nữa. Rồi còn đúng 3 phút nữa bạn, không biết mình hạng mấy đây. Mong mà được hạng cao cao tí. Rồi ok qua đây các bạn, qua đây. Rồi. Ui hạng 3 là hạng 4 đây. Hạng 3. Ui hạng 4 hả? Ui giời. Ở kia hạng 5 ở tuổi hạng 3 chứ. Rồi tiếp các bạn ơi. Trời ơi lên đây các bạn ơi. Trời ơi. Đây này, qua đây rồi. Ok qua đây. Đó, qua đây. Đó, trời. Được, được. Ui có người hạng 4 kìa. Ơ nhanh vậy. Trời ơi mình à. Trời ơi nãy giờ tôi chơi ít cho nên là cũng thông cảm. Ok qua đây. À, ok qua đây. Qua đây ok, qua đây nhá. Rồi qua đây ok. Ôi sờ tép này, ơ cái chờ tép mà phải chờ rồi. Qua đây ok, qua đây rồi. Ok qua đây. Trời. Ui giời cái sờ tép này phải chờ mọi người ạ, cho nên là cũng hơi lâu tí và thông cảm nha. Còn đúng 1 phút nữa mới có lên được không, nay mong là lên được. Đấy trời ơi. Trời chờ lâu thế. Thì trong khi đang chờ ở này các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Ok rồi qua đây. Thì cái sờ tép này đâu có đứng được ngay mép đâu nha mọi người, cho nên là mọi người ấy. Nhưng mà cao mà cho nên cũng đâu đứng mép được đâu. Ok rồi qua đây. Rồi qua đây. Ok qua đây. Rồi. Nhảy qua đây. Rồi, nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Đó. Ui cái cây nó buộc của mình luôn rồi. Ui phải đi lại cái sờ tép cái cây mới rồi. Ui ok rồi qua đây các bạn ơi, chuẩn bị nha. Rồi qua đây. Ấy giờ đi tới này. Rồi nhảy lên đây nha mọi người. Nhảy đây. Ui giời điện luôn, được luôn. Cái chỗ này vẫn dính được nha mọi người. Quản dính được, quản được, ok là đây. Sao? Được. Nãy giờ chơi có vẻ là thầy là phù hồ chúng ta có vẻ là nóng tay rồi, chơi rất là đơn giản rồi. Qua đây. Đó, xong rồi lên đây. Qua đây, ấy sao? Qua đây rồi. Qua đây nha. Đó, rồi lên đây nha, đừng có té nha. Nãy giờ té bao nhiêu cùng 15 gì nữa. Mà hết muốn chấm mà. Dạ đi các bạn ơi. Ôi giờ té màu đỏ đỏ, có vẻ là may mắn với tôi này. Không biết có may mắn hay không đây, chúng ta vẫn tục phải đi thôi. Ok rồi đây các bạn ơi. Rồi qua đây. Ôi có người thả tim. Ui dùi tí nữa toàn. Rồi về đây các bạn ạ. Ok tôi nhảy đây này nha. Nó đẩy mình tới nha mọi người. Ok lên đây. Ôi hiện tại mình đang nhẫn đâu nha mọi người. Đấy bây giờ chỉ từng té cái là mấy đứa nó ở sau nó bong lên luôn á. Rồi ok nhảy qua đây nha. Rồi qua đây rồi ok. Qua đây. Ui qua đây nha mọi người. Rồi qua này. Ớ kìa các bạn, đa số các bạn chơi kiểu như là đa số mình không dùng phẩm là nhiều à. Còn mình dùng phẩm tự nhiên mình chơi kiểu như này này, không dùng phẩm á hết nó quen, còn mình dùng phẩm lại nó bị sao mọi người. Mình nhảy qua đây rồi ok. Ui bị chưa coi thôi, giờ tới tấp comment đi, mệt quá. Comment đầu tiên đi chính là bạn biết. Ok em chúc anh sớm được 40k sub nhanh chóng. Chúc anh một ngày vui vẻ mạnh khỏe và không què ra nhiều clip à. Ok cảm ơn em nha bạn Bin 1 tuổi. Comment tiếp theo đó chính là bạn Phảo Huy. Anh chọn tháp vô cực đỉnh quá, đỉnh anh ơi buồn cười nữa chứ.
cười chỗ nào. Ok, cảm ơn em nhé. Rồi, cảm ơn bạn Thảo Huy. Và mình tiếp theo đó chính là Bon Cute. Ok, chúc ơn bạn có nhiều sức khỏe và mỗi người kênh sớm nhé. Một lần lên TV một lần. Ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn tiếp theo đâu rồi nhờ. Đây, bạn No Up và Up Never. Anh thấp bị kẹt, bị sặc nước các bạn. Thì ta vô cực. Cái gì quên rồi, thấp anh tháp tử hả? Ok, tiếp một tiếp theo đến với bạn Thùy. Anh làm video liêu tháp vô cực nhiều nhiều cho tụi em xem nha. Ừ, tháp cực nhiều nhiều vậy cũng được, nhưng mà được cái bạn xem nhiều, bạn bảo tại sao anh làm vô cực hoài vậy? Anh làm về khác đi. Thì ok, mình đang suy nghĩ làm về các trò dính nữa nè ha. Mình đang suy nghĩ làm về cái khác, nhưng mà tại sao không hiểu tại sao á. Bạn thích xem mình tháp vô cực mà cũng có nhiều bạn không thích xem tháp vô cực, nhưng mà đa số, nhưng mà mình hạn chế và tháp vô cực nha mọi người, chớ làm người tháp cực quá cũng không may. Ok, thì đó là những cái nãy giờ mình comment đấy. Ok, thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đi của mình nha. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì bạn đừng quên để lại mình một like cũng như là một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Bye bye.